Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng 3-5 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay. Từ bên trong kiện hàng các bạn thấy họ đóng gói rất là đơn giản ha. Chúng ta sẽ có một chiếc túi da đựng mắt kính nè, một chiếc túi đệm khí để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển, rất là đơn giản vậy thôi, rồi bên trong không có gì khác nha. Đây chính là chiếc túi da màu xanh lam với tên thương hiệu là Lacoste và biểu tượng logo chú cá sấu đặc trưng của thương hiệu. Đó, đây các bạn, được hoàn thiện rất là tỉ mỉ luôn. Đầu tiên mình giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được, đó là Lacoste. Đây là một công ty của Pháp được thành lập vào năm 1933 bởi vận động viên quần vợt Grant Lacoste và doanh nhân Henry Julier. Thương hiệu này thì chuyên bán quần áo, giày dép, đồ thể thao, kính mắt nè, đồ da, nước hoa, khăn tắm và cả đồng hồ, rất là nhiều sản phẩm. Công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng logo chú cá sấu rất là đặc trưng. Và Grant Lacoste là người đã sáng lập công ty, được người hâm mộ đặc biệt danh là cá sấu vì sự ngoan cường của ông trên sân quần vợt. Vào tháng 11 năm 2012 thì Lacoste đã được mua lại hoàn toàn bởi tập đoàn Moforest của gia đình Thụy Sĩ. Và đó là những cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này, cho bạn nào chưa biết thì nắm bắt nhanh được nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến chúng ta một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste này, mình sẽ mở hộp nha. Đây, bên trong chúng ta sẽ thấy ngay người đã gắn kết với Lacoste rất là lâu, Novak Djokovic các bạn nha, một vận động viên quần vợt cực kỳ nổi tiếng. Và bây giờ mình sẽ lấy mắt kính của chúng ta ra nhé. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc khăn lau chuyên dụng đến từ Lacoste các bạn. Đây. Đó. Và đây chính là chiếc mắt kính của chúng ta được bảo quản cẩn thận bên trong hai lớp ni lông lụa bên trong và một cái túi ni lông lớn bên ngoài. Trên túi bên ngoài chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những cái thông tin về sản phẩm bên trong như tên thương hiệu Lacoste nè. Mã sản phẩm sẽ là L607SND, mã màu là 424 và thông số kỹ thuật là 5418145. Đó là những cái thông tin tổng quan nhất về một sản phẩm bên trong. Còn bây giờ mình sẽ mở chiếc túi này ra nha. Đeo vào tay thì nó hơi khó khăn một chút xíu nha các bạn. Đây. Bên trong chính là cái phần lớp ni lông lụa nè các bạn, rất là mềm luôn, bảo quản tốt nhất cho chiếc mắt kính của chúng ta. Sẽ lấy ra nha. Rất là đẹp luôn các bạn, mới 100% stack trong bộ sưu Novak Djokovic. Đây. Rất là đẹp luôn. Với mẫu mắt kính này thì là có họ bảo vệ hai chiếc càng kính bằng hai lớp ni lông mỏng luôn các bạn, rất cẩn thận. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Thông thường thì mình chỉ thấy xuất hiện một cái lớp ni lông mỏng một bên càng kính thôi. Ở mẫu này thì chúng ta sẽ có cả hai lớp luôn. Và đây chính là nhờ vật chính của chúng ta. Mẫu đang trên tay mình sẽ có tên là Lacoste Novak Djokovic Men's Sunglass, một cái mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ bộ sưu tập Novak Djokovic của Lacoste rất là nổi tiếng. Và mẫu này sẽ có mã đầy đủ là L607SND 42454. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 54mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có một cái đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính nó phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về những cái yếu tố khách quan khác như là hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như là phần phòng kính nữa. Đây là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính. Thứ nhất là nó phải hợp gu thời trang, thứ hai là nó phải mang lại trải nghiệm đeo thực sự thoải mái thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn nha. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có màu brown, tức là màu nâu cơ bản như các bạn có thể thấy, màu nâu sậm cơ bản nha. Và dĩ nhiên là trong kính 100% chống tia UV, đây là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Trên ống kính bên trái chúng ta sẽ thấy ngay tên thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng logo chú cá sấu cực kỳ sắc nét nha, được khắc laser lên các bạn. Và ống kính còn lại chúng ta sẽ có biểu tượng logo của bộ sưu tập Novak Djokovic này, để các bạn thấy nha,
Đó, rất là đẹp luôn, được khắc cực kỳ sắc nét. Đây là những cái yếu tố rất là nhỏ thôi. Trong khi các bạn lựa chọn mua những chiếc mắt kính hàng chính hãng thì các bạn sẽ chú ý kỹ những cái vấn đề rất là nhỏ như thế này, những cái chi tiết được hoàn thiện rất là tỉ mỉ từ cái công nghệ khắc laser các bạn nhé. Rồi về phần cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 18mm. Đó, thông số thông thường của chiều rộng của cầu kính này á, thì thường sẽ nằm ở 12 đến 26mm. Và thông số này sẽ được đo bởi khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là phần cầu kính của chúng ta. Phần càng kính ở mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính cũng tương đối dài các bạn nha. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước, mã sản phẩm và những thông tin khác được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Thì tương tự như trên mẫu này chúng ta cũng sẽ có đây khá đầy đủ thông tin như mã sản phẩm là L607SND41424 là mã màu rồi các bạn. Thông số kỹ thuật như mình vừa chia sẻ là 54-18-145 và tên bộ sưu tập luôn, Novak Djokovic. Đó. Về phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Lacoste, biểu tượng logo chú cá sấu và sau cùng là dòng chữ Made in China được hoàn thiện tại Trung Quốc các bạn nha. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong chiếc càng kính này. Ở phía tay kính chúng ta sẽ có hai lớp đệm cao su tăng cái độ bám hơn khi các bạn hoạt động ngoài trời nha. Phía bên ngoài càng kính thì chúng ta sẽ thấy ngay đây là một cái thiết kế rất quen thuộc của Lacoste nè. Đó, tên thương hiệu nè, cũng như tính chất giải màu sắc và sau cùng là phần tay kính sẽ là biểu tượng logo của bộ sưu tập này. Ở cả hai bên càng kính chúng ta đều sẽ có những cái chi tiết này, nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mọi sản phẩm của chúng ta, cũng như là nổi bật hơn cái bộ sưu tập Novak Djokovic này đến từ Lacoste nha. Về dạng khung trên mẫu này thì đây là một cái dạng khung cũng khá là quen thuộc rồi, đó là dạng square, tức là dạng khung vuông. Đối với các bạn có khuôn mặt hơi tròn, các bạn nên chọn những chiếc mắt kính có dạng chữ nhật hoặc là dạng vuông giống như thế này. Nó sẽ tạo cái cảm giác khuôn mặt bạn dài hơn, đem lại cái sự hài hòa và thanh thoát cho khuôn mặt, từ đó tôn dáng khuôn mặt và giúp bạn tự tin hơn rất là nhiều. Đó cũng là lý do vì sao mà đây là một trong những cái dạng khung được sử dụng rất là phổ biến ở tất cả các thương hiệu nha các bạn. Màu khung trên mẫu này chúng ta sẽ có màu xanh lam được phối giữa hai tông khác nhau, thì xanh sậm ở phía dưới và nửa trên phần chân mày chúng ta sẽ có màu xanh sáng hơn, nó tạo nên cái nét thể thao cũng như cái điểm nhấn trên phần khung kính rất là nổi bật. Chất liệu khung sẽ là nhựa plastic các bạn nha, và được làm mờ như các bạn có thể thấy nè, rất là đẹp luôn. Ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi nè. Thường được đệm bên trong là một cái lớp kim loại nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm. Nó cho cái cảm giác đeo cũng rất là thoải mái vì trọng lượng của nhựa plastic thì tương đối nhẹ. Đặc biệt là nhựa plastic rất là an toàn, không gây dị ứng cho da. Chính vì thế thì đây là một trong những cái loại vật liệu được sử dụng rất là lâu đời trên cái ngành chế tác mắt kính này. Rất là nhẹ luôn các bạn. Sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% như các bạn có thể thấy qua các góc quay nè, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung hai bên ống kính nè. Đó, phần đệm mũi cũng có lớp đệm cao su các bạn, tất cả các góc còn rất là hoàn hảo luôn. Khớp kính đây cũng còn chắc chắn ở cả hai bên. Đó, rất là đẹp các bạn. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của xship.vn với những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính mát Lacoste nói chung, cũng như là mẫu Lacoste Novak Djokovic dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại xship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại xship.vn sẽ luôn có mức giá cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.